cái xe rất ý xe này trước khi làm nồi nha anh em. Xe này đang zin nha. Làm nồi xong rồi cho xem thì các bạn ha, nó chạy tới đây phải không? Nó có lên. Nó lên khoảng 80 mấy phần trăm. Alo. Bình thường là đứng nhẹ phải không? Đúng rồi. Nhiều so với giờ không? Đúng rồi, đúng. À, cái clip cho anh em xem mình mới vừa làm xong cái nồi với SHI nha. Truyền con có ý luôn. Xe là chưa có làm gì hết luôn nha anh em. Đi làm nồi thôi. Anh chủ xe có làm nồi đâu rồi, nhưng mà chạy không có được. Giờ qua bên mình làm lại cái nồi. Mình làm vớt cái mặt hôm nay lại. Không, quay bi hay ảnh bi. Làm lại cái mặt nha, bên này cái mặt bài chuông. Giờ là cái chuông đúng không? Mình phay chuông lại. Nó bóc hơn. Với lại mình dán bố lại, bố đề bài của mình ha. Để canh lò xo. Để cái lò xo. Rồi. Giờ bắt đầu mình tiến hành mình giáp xong rồi cho anh em xem xét sự khác biệt của lúc nồi zin. Rồi đã làm rồi nha. Rồi anh em có cần yêu cầu thì liên hệ mình nha. Cảm ơn anh em đã xem clip nha. Cái SHI sau khi làm lò xong nha. Ở đây rồi, nó lên cái này nè. Chạy phải 80 mấy phần trăm mà là mình làm nó mở quăng luôn. Nó mới đâm cái hậu rồi. Nó hết rồi, tung ra đầu. Cái nhẹ xe. Ê, gắn cái lốc nồi đi, chạy thử coi. Em yêu cầu liên hệ mình qua địa chỉ 147 Tân Khai, phường 4, quận 11. Số điện thoại mình là 0909 774482 nha. SHI làm nồi.